Anh không họ hứa cũng chẳng tên thề, nói là làm tôi không tiện kể. Ê, mấy câu chuyện bên lề, em yêu kiều thướt tha như trong cổ tích bước ra. Mái tóc người vừa lướt qua là anh đã lỡ yêu muốn nước hoa. Trước thì em rất là hay tham gia những cái cuộc thi nhan sắc, xong rồi thì em đạt những cái giải nhưng mà đạt giải phụ không à, không đạt giải chính. Em tức chị, em buồn, lòng khổ tâm nhiều đó. Xong rồi em có tham gia một cái chương trình là nét đẹp văn hóa bản sắc dân tộc năm 2018, thì em đạt những giải á khôi, nhưng mà bực lắm chị, á khôi thì không thể có vương miện được. Thế là bạn bè em nó kêu là tao mua cho mày cái vương miện, mày đừng đi thi nữa. Vậy cuối cùng cái vương miện này là mua hả? Yeah, em mua giải. Bạn ấy không hiền những cái gì mình nghĩ đó. Em thấy bạn ấy hơi tưng tửng, hơi kiểu hiền cũng hơi nhí nhố. Nhí nhố à? Hồi nãy bé kia thì nói gì? Hơi tưng tửng. Bây giờ này thì hơi nhí nhố, chết em rồi Quyền ơi. Bản thân mình thì sao? Có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì em có năng khiếu là vẽ cực đẹp luôn ạ. Em vẽ cái gì? Em vẽ được người yêu của em mà. Em là họa sĩ nhí từ bé mà. Đó giờ đã từng vẽ ai rồi? Em vẽ anh yêu cũ. Trời ơi trời. Em có con mắt thẩm mỹ ấy, rồi đam mê thời trang, khéo tay nữa. Thì em cũng sẽ nấu ăn ngon. Em có thể nấu ăn cho người yêu mỗi tuần. Mọi người ơi, với phiên bản đặc biệt này thì quý vị khán giả hãy tham gia ngay vào community ghép đôi thần tốc trên Viber để tham gia 2 mini game dự đoán với giá trị giải thưởng lên đến 10 triệu đồng mỗi tuần. Và mỗi 9 giờ thứ ba hàng tuần, cổng bình chọn cho 2 mini game sẽ chính thức được mở trên community ghép đôi thần tốc trên Viber. Và quý vị khán giả hãy nhanh chóng đăng ký và tham gia ngay community ghép đôi thần tốc trên Viber để bắt đầu tham gia bình chọn. Mini game 1, các bạn hãy dự đoán xem nhân vật chính của tuần này sẽ lựa chọn ứng cử viên nào để bước vào vòng gặp mặt. Và 5 khán giả may mắn có đáp án chính xác và sớm nhất sẽ có cơ hội nhận được một giải đặc biệt trị giá 4 triệu đồng tiền mặt được chuyển khoản trực tiếp từ ban tổ chức. 4 giải khuyến khích nha. Mỗi giải là một thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng. Và mini game thứ hai, hãy dự đoán cặp đôi nào vào vòng gặp mặt, họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không, và có bao nhiêu người có đáp án bình chọn giống như bạn. 5 khán giả có lựa chọn chính xác và dự đoán số người trùng với đáp án của mình gần đúng nhất sẽ có cơ hội nhận được một giải nhất trị giá 2 triệu đồng tiền mặt được chuyển khoản trực tiếp từ ban tổ chức. 4 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá là một thẻ cào điện thoại 500.000 đồng. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên YouTube MCV Media.